Nhiều sau việc bức xúc vụ đàn chó ở Cà Mau kiến nghị lên tổ chức toàn cầu. Liên quan đến vụ 15 chú chó và một chú mèo bị tiêu hủy của cặp vợ chồng từ Long An về Cà Mau, nhiều sau việc mới đây cũng bày tỏ sự bức xúc, thậm chí còn mong muốn đệ đơn kiến nghị lên cơ quan quốc tế. Hồng Ánh cho biết, thật kinh khủng và dã man, mình không biết phải nói gì nữa. Mình cần các nhà dịch tễ học, các tổ chức trong nước và quốc tế bảo vệ động vật, bảo vệ chó mèo hãy ý kiến về hành động này. Mình sẽ gửi đơn kiến nghị cho tổ chức Forbes, tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu, sẽ ý kiến về việc này của ngành y tế huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Bên cạnh đó, Văn Mai Hương bức xúc viết, tôi tin rằng những ai đã từng nuôi những bé mèo, em cún xem chúng như gia đình mình sẽ hiểu được các bé không phải động vật thông thường mà còn là thành viên của gia đình mình. Sĩ Thanh cũng phẫn nộ và cho biết bản thân mình rất đau lòng và đã khóc khi hay tin trên. Nữ ca sĩ bày tỏ, nhà mình cũng nuôi chính em cún, mình hiểu cảm giác đó, tội các bé quá, mọi người ơi sao vậy, có cần phải làm đến như vậy không? Tăng Phúc cho rằng ở Sài Gòn, nhiều gia đình nuôi thú cưng cũng rơi vào trường hợp đó, chứ không riêng gì gia đình anh chị chủ của 15 chú cún, nên thay vì tiêu hủy cũng có thể chọn nhiều cách làm khác hợp tình hợp lý hơn. Còn bạn, bạn nghĩ sao về sự việc này?